Hả? Ủa? Bố mày đi đâu? Em mẹ mẹ bắt xe đi ra đầu ngõ luôn. Lô đâu mày? Alo à? Con mẹ mày. Đây đây về về. Lô đâu á? Mày thích lô không? Mày mày không biết lô nó nghỉ à? Hả? Nghỉ lô để bố mày. Hôm nay muốn đi, hôm nay bố mày nhờ với mày à? Hả? Hải quay đâu? Đây đây em về. Mẹ mày lấp cá lấp cất lô mới trả đề. Đánh chết mày bây giờ. Mẹ mày. Này cái bướm đúng không? Cái bướm. À bướm à bướm à. Mẹ mày. Hả? Hả? Mày nhìn con nó không còn cái liếc mày mày còn ngồi mày hót à? Mẹ mày như chó xem ta ao đánh bỏ mẹ bây giờ. Về đây. Mày thích quay lại mày còn nhờ không? Hả? Mày thích quay lại mày còn cái gì? Mày lưu luyến gì đánh chết mẹ à? Ơi, kinh à. Ơi, chào nữa. Đi đâu hôm nay đứng tuần à? Chấp hành nghiêm túc á nhờ. Đi đâu à? Mày em bảo em lên huyện thăm bà con nữa hả? À, kinh quá. Không đeo khẩu trang à hả? Không, không đeo huyện. Cốp, cốp, cốp á. Cốp á. Hả? Mày để đâu cốp á? Em để cốp, em để cốp. Mẹ mày quay đầu ngay. Nhanh về để bố mày cáu mày đi à? Hả? Đây, đây. Tao nói mày bao lần rồi? Hả? Tại thằng kia nó bao lần. Đi về. Thằng kia nó có rủ em đi chứ. Rủ đi à? Đánh chết mẹ nào rồi. À cán bộ mua gì đấy? À mua à? À con mẹ mày. Bố mày bảo mày đóng cửa từ hôm nọ rồi mà. Hả? À, vẫn mở à? À không, à không, à không á. Thằng kia đó. Ra đây. Ra nhé. Cô nên nó có hỏi mua thì em phải mở chứ. À nhanh 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 nhanh. Ra đây các bạn. Không đánh đâu, yên tâm. Không đánh đâu người đâu. Không đánh đâu nhá. Bố mày bảo mày đóng từ hôm qua rồi đấy. Mẹ mày dặn cho chúng mày không hiểu à? Hả? Còn ai nữa? Sao? Sao? Mày đi đâu? Hả? Em xin hai bao cám nhà bà Loan. Xin cám nhà bà Loan. Bà Loan ơi. Hả? Anh cười nhá. Tôi bảo gọi xin cám em là phải xin tới con đi. Cười à? Hả? Mấy cười cười không? Mẹ mày. Sao vậy? Xe đẹp nhờ? Có mua? Con này thì em mới lấy đầu năm ấy. À, kinh quá. Người ta là người đại gia ấy à. Người đại gia đấy. Xe kiểm tra chính nhanh. Ở đây giấy tờ em đủ á. Bố mày kiểm tra khẩu trang. Nhanh. Mấy đứa xuống. Thích ngồi không? Đây bố đây em xuống. Xuống. Em xuống. Nhanh. Khẩu trang đâu? Đang có đâu. Ơ kìa. Trong xe ô tô thì cần gì phải khẩu trang. À mày cãi à? Hả? Cãi bố mày. Chó này. Bố mày nhờn với chúng mày đi à? Ủa chúng mày. Chúng mày đi 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 chúng mày. Đi đi chúng mày. Ai là đỡ à? Đỡ. Em thích đâu? Em có đeo đâu chứ. À, em đi về. Em có đeo. Mẹ đó, mày còn chó này, đỡ à? Mày thích đỡ. Bỏ tay, bỏ tay ra. Đỡ. Bỏ tay ra, em không về. Đỡ. Đỡ ơi, đánh cổ mẹ em đâu. À, mấy cán bộ. À, cán bộ cho em hỏi là quanh đây có quán trà đá nào không? À, chắc có. Chắc trên kia có. Có quán nào đi tìm bóng đi thuốc lào ấy. Ra ngay đầu ngõ nhá, trụ sở công an nhá. Nhá, nhá. Mẹ mày, trà đá à? Dịch này mày có thích trà đá không? Hả? Ông thích trà đá à? Hả? Em không thích trà đá đâu, em bắn đi thuốc lào thôi. À, thuốc lào á? Quay đầu, nhá. Hỏi nghe thuốc lào mày.